Ok, hello cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club như là quay trở lại với video nhận định thị trường của em tính nha anh chị. À, thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mọi người có thể là để lại cho em tính một cái lượt like, một lượt đăng ký kênh cũng như là thả giúp cho em tính một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. À, thì cái nội dung của cái video ngày hôm nay nó chỉ là video là à, về cái chủ đề là Bokuhi. À, khi mà cái tuần giao dịch vừa rồi là một cái tuần đa, giao dịch gọi là đáng thất bại. À, khá là thất vọng của thị trường khi mà thị trường không có giữ vững được cái mốc à, 1241 à, thì em có nói với anh chị nhà tư rằng là khi mà thị trường mình thủng đi cái mốc 1241 nghĩa là đóng nến dưới 1241 thì bắt buộc chúng ta phải xử lý bán 1 phần 2 hoặc thậm chí là 2 phần 3 danh mục để thu tiền về và chờ đợi những cái cơ hội mới và thị trường đã chính thức thủng cái mốc 1241 vào ngày thứ năm tuần trước là ngày 14 tháng 11. À, và tín hiệu trong room khách hàng của em tính là cũng đã báo anh chị nhà đầu tư là bán 50% cổ phiếu. Và ngay từ phiên sáng ngày 14 tháng 11 là em cũng đã báo bán đi hai cổ phiếu. À, và có những cái lệnh rất là cụ thể nha anh chị. Ở trong ở trên nhóm khách hàng à, vào đâu đó là tầm khoảng sáng ngày 14 đúng không anh chị là em đã báo bán con GVR đi Là em có nói với anh chị nhà tư là em thấy thị trường nó hơi yếu Cho nên là đang canh cơ cấu bớt à, Chừng nào mà thị trường nó khỏe hay là cái mã cổ phiếu này nó khỏe rồi chúng ta sẽ mua lại sau Và buổi chiều trước khi thị trường giảm là em có báo với anh chị nhà tư là bán luôn cả con FTS Đó này bán luôn cả FTS à, sau đó là tới tầm khoảng 2 giờ sau 2 giờ 20 phút phiên chiều khi mà thị trường đánh thủng đi cái mốc 1200 à, 1241 và thậm chí là thủng luôn cả 1234 à, vào buổi chiều ngày 14 tháng 11 thì em cũng đã báo với anh chị nhà tư là hạ 50% tổng danh mục à, lãi lỗ gì cũng phải hạ thị trường xấu rồi đúng không là coi như là em đã hoàn thành à, làm theo đúng cái kế hoạch mà mình đã đưa ra thì đó là review lại cái tuần vừa rồi và qua tới cái ngày thứ sáu là ngày 15 tháng 11 em còn khuyến nghị anh chị nhà tư tiếp tục bán thêm hạ đô lỗ 1,2% và cắt luôn cả con ACB là lỗ 1% thì hiện tại là Room khách hàng của em tính đã cắt hơn 50% danh mục à, trong 2 ngày là ngày 14 tháng 11 và sáng ngày 15 tháng 11 và cho tới buổi chiều ngày 15 tháng 11 là ngày thứ sáu vừa qua thì em cũng không có khuyến nghị anh chị nhào tư mua thêm hay là cũng không có khuyến nghị anh chị nhào tư gọi là bán thêm đấy thì à, buổi thứ sáu là thị trường nó có mở ra một cái gáp đao giảm điểm vào ngay từ phiên sáng thì nó thỏa mãn được cái điều kiện rằng là thị trường mà muốn có một cái nhịp phục hồi ngắn hạn hoặc là muốn có một cái đáy ngắn hạn á là thị trường nó phải mở được gáp đao để tiếp tục ép những anh chị nhà đầu tư nào chưa cắt lỗ phải cắt lỗ thì từ đó thị trường mới có khả năng là nó sẽ xuất hiện một cái nhịp phục hồi. Vậy thì em kỳ vọng là trong tuần sau thị trường nó sẽ có một cái nhịp hồi mạnh. Cái nhịp hồi này nó có thể hồi được tầm khoảng ít nhất là 15 điểm và tối đa là 30 điểm. Về mặt phân tích kỹ thuật nha anh chị thì em nghĩ là đây sẽ là một cái nhịp hồi tương đối mạnh đủ để cho những cái khoản lỗ tầm khoảng 7% 10% ờ có thể về được bờ. Miễn là anh chị phải xem hết cái video này và đầu tuần thứ hai thứ ba thì anh chị đừng có cắt lỗ nữa Nếu chúng ta đã không xử lý kịp khi mà thị trường vừa mới thủng cái mốc 1241 vào ngày thứ năm 14 tháng 11 Nếu mà anh chị chưa xử lý kịp và hiện tại vẫn đang còn nắm giữ cổ phiếu Và những cái khoản lỗ nó đang càng ngày nó càng lớn dần lên Thì ngay từ đầu tuần thị trường nó có ép thêm, nó có mở gấp đao Thì anh chị cũng tuyệt đối điều tiên quyết cần phải làm là không được bán Tại những cái phiên giao dịch đầu tuần là thứ hai và thứ ba Tại vì về mặt phân tích kỹ thuật á anh chị Tầm khoảng giữa tuần là thứ tư À, thị trường chúng ta sẽ mở ra một cái vùng khách sạn hút giá lên. À, nếu giả sử thứ hai thứ ba thị trường giảm về lại cái vùng 1208, 1205 hoặc thậm chí sâu hơn là 1200. Thì cái à, khách sạn nó sẽ mở ra quanh cái vùng là 1230 cho tới 1235 thì thị trường chúng ta sẽ có cơ hội phục hồi từ thứ tư cho tới thứ sáu nha anh chị. Nếu sớm thì sẽ bắt đầu từ thứ tư, còn nếu trễ thì khoảng thứ năm thứ sáu là thị trường chúng ta sẽ có một cái nhịp phục hồi. À, bên cạnh đó thì những cái nhóm ngành như là ngân hàng, chứng khoán nó cũng đã giảm rất là sâu và trong xuyên suốt giai đoạn vừa rồi trong quá trình giảm điểm của hai nhóm ngành này không có bất kỳ một cái nhịp phục hồi nào hết. Cho nên là trong tuần sau dự kiến sẽ có một cái nhịp phục hồi tương đối mạnh cho thị trường. Và cái nhịp phục hồi này anh chị lưu ý kỹ là một cái nhịp phục hồi để cơ cấu lại danh mục và thu tiền về chờ đợi những cái cơ hội mới chứ còn để xác nhận thị trường nó có tạo đáy hay không thì theo góc nhìn của em là sau cái phiên giao dịch ngày 14 tháng 11 ngay cả cả em nha anh, anh chị gia đạn vừa rồi có xem em tính là anh chị biết em là một cái người rất là lạc quan về thị trường và luôn luôn có những cái suy nghĩ tích cực về thị trường tại vì chúng ta nhìn về những cái mặt về vĩ mô về phân tích kỹ thuật có những cái vùng hỗ trợ cứng nhưng sau cái phiên giao dịch ngày 14 tháng 11 những gọi là những người mà tích cực như em lạc quan như em mà thị trường nó rút chân vào cái phiên giao dịch ngày thứ tư cực kỳ đẹp một cái nến rút chân rất là đẹp vào ngày 13 tháng 11 nhưng qua ngày thứ năm ngày 14 tháng 11 nó đánh thủng luôn cả cái vùng đáy 1234 thì những người mà như em là tích cực dữ lắm mà em còn cảm thấy là thị trường này dường như là đã hết kỳ vọng mà đã hết kỳ vọng mà thậm chí là có thể sắp tới thị trường nó sẽ bước vào một cái nhịp gọi là đau ngắn hạn nha anh đi đau trên trung hạn thì chắc em nghĩ là sẽ không đau trên trung hạn đâu nhưng mà có khả năng sẽ bước vào một cái nhịp đau trên ngắn hạn À, và đôi khi nó sẽ quay về lại những cái vùng như là 1184, 1163. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và em mong muốn là anh chị nhà đầu tư cần phải chuẩn bị tinh thần trước à, cho cái việc đó. À, nhưng mà trước khi thị trường có thể bước vào một cái nhịp đau ngắn hạn á, thì nó sẽ có một cái nhịp phục hồi à, tầm khoảng từ 15% cho tới 30 điểm đủ để cho chúng ta có thể cơ cấu lại danh mục và thu tiền về chờ đợi những cái cơ hội mới à, có thể bắt đầu từ giữa tuần sau cho tới cuối tuần là khách sạn sẽ mở ra hút lên cái vùng là 1230 230 à, cho tới 1235. anh chị lưu ý kỹ giúp em về cái vấn đề này à, còn giai đoạn đầu tuần thì sao thứ hai và thứ ba thì sao thì khả năng cao là thị trường sẽ lại tiếp tục ép xuống à, và em cũng có nhắn rất là kỹ với mọi người ở trong nhóm là buổi chiều ngày thứ sáu á, thị trường nó nên giảm thêm là em có nhắn với một người hai trường hợp à, kế hoạch chiều nay ngày 15 tháng 11 là ngày hôm qua đó ngày phiên giao dịch thứ sáu trường hợp 1 thị trường ép giảm thêm tầm khoảng 10 điểm nữa thì anh chị em nào đang còn tiền có thể giải ngân mua bắt đáy ưu tiên các mã đang có sẵn trong danh mục mà đang bị âm nhiều anh chị lưu ý nha các mã đang có sẵn trong danh mục nghĩa là hàng có sẵn thì nên mua thêm để trading T0 T1 hạ giá vốn à, sau đó thị trường hồi lên là sẽ canh bán cái phần hàng có sẵn ra coi như trading T0 T1 hạ giá vốn à, thì những cái mã cổ phiếu nào à anh chị có cần thiết phải mua thêm để coi như là chúng ta hạ giá vốn bớt thì em kỳ vọng là cái nhiệt phục hồi trong tuần sau á nó sẽ chỉ hồi được tầm khoảng từ 5 cho tới 7% đối với cổ phiếu nha, từ 5 cho tới 7%. À nhiều mã cổ phiếu nó có thể nó sẽ hồi yếu hơn, không tới 5%, nhưng mà đa phần là sẽ hồi được từ 5 cho tới 7%. Ngân hàng thì có thể chỉ hồi được 4 5% thôi. À, còn chứng khoán thì nhiều mã cổ phiếu có thể hồi được 7% tùy vào cái mức độ rơi của cổ phiếu cổ phiếu nào rơi nhiều nó sẽ hồi nhiều hơn cổ phiếu nào rơi ít nó sẽ hồi ít và sau đó nó sẽ lại rơi tiếp em lấy ví dụ như là cái nhóm cổ phiếu chứng khoán anh chị lưu ý một số mã cổ phiếu có thể nó hồi xong là nó lại rơi tiếp tại vì nó rơi chưa đủ nhịp ví dụ như một số con như fts anh chị có thể cảm thấy là cái phiên thứ sáu vừa rồi nó rất là khỏe nhưng mà con này có thể là nó sẽ hồi lên À, xong rồi nó sẽ rơi tiếp Tại vì đa phần các mã cổ phiếu chứng khoán khác Nó đã rơi về cái đáy của tháng 8 rồi Ví dụ như con CTS là nó gần về đáy tháng 8 SSI nó cũng gần về tới đáy tháng 8 Thì những cái mã cổ phiếu mà nó rơi mạnh như thế này nè Thì cái nhịp phục hồi của nó nó sẽ mạnh hơn So với những cái mã cổ phiếu như FTS FTS có thể nó cũng sẽ hồi Nhưng mà nó hồi lên xong nó sẽ rơi tiếp à, Cho nên là anh chị nhà tư là Sẽ ưu tiên mua vào những cái mã cổ phiếu Đang có sẵn trong danh mục của mình Và khi thị trường phục hồi lên Chúng ta sẽ bán cái phần hàng có sẵn ra để coi như là chúng ta hạ giá vốn. À, nếu mà những cái khoản lỗ của anh chị nhà tư nó lớn quá, tầm khoảng 15-20%, thì em nghĩ là anh chị nhà tư nên ưu tiên mua hạ giá vốn đối với những cái mã cổ phiếu có những cái khoản lỗ lớn. Còn đối với những cái mã cổ phiếu mà lỗ nhẹ, ví dụ 2-3%, 5%, 7%, thì em nghĩ là anh chị nhà tư không cần thiết phải hạ giá vốn, tại vì những cái mã cổ phiếu đó nó có thể tự động nó về bờ được. À, trong cái trường hợp tích cực nhất, còn trong trường hợp tệ nhất, thì những cái mã cổ phiếu của anh chị mà đang âm tầm khoảng 5%, 7%, thì ít ra gì nó cũng sẽ giúp nó cũng sẽ hồi lại được tầm khoảng à, chỉ còn à, anh chị chỉ còn lỗ tầm khoảng hai ba phần trăm thì em nghĩ là những cái khoản lỗ mà hai ba là anh chị đã có thể chấp nhận cắt được rồi đã có thể chấp nhận cắt được rồi à, thì đây là một cái cái bảng này chắc anh chị cũng có thể là thấy rất là nhiều à, từ những cái nguồn khác nhau à, thì đây là số vốn giả sử số vốn đầu tư ban đầu là 100 triệu đồng thì nó cũng như nhau thôi nó cũng như là một tỷ 10 tỷ trăm tỷ thì chẳng qua nó thêm những cái số không ở phía sau À, thì ở đây cái bảng này nó lấy 100 triệu cho dễ tính Thì anh chị mà lỗ 5% á, Chúng ta chỉ cần kiếm lại tầm khoảng 5,3% là coi như hòa vốn Hay thậm chí là kể cả anh chị lỗ 10% á, Chúng ta vẫn có thể cân nhắc cắt được khi mà thị trường nó hồi lên à, Thì anh chị chỉ cần kiếm lại những cái khoản lãi tầm khoảng 11% Nó vẫn đơn giản hơn rất là nhiều Thay vì anh chị cứ để những cái khoản lỗ của mình nó lớn dần lên 15%, 20% Thì cái việc mà để chúng ta gỡ lại á, Nó sẽ càng ngày nó sẽ càng khó khăn hơn Thì đây là cái vấn đề mấu chốt mà em muốn chia sẻ với quý anh chị nhà tư về cái câu chuyện quản trị rủi ro nó quan trọng như thế nào tại sao lúc mà em khuyến nghị anh chị nhà tư mua cổ phiếu này mua cổ phiếu kia kể cả là bắt đáy hay kể cả là đánh break out luôn luôn nói với mọi người là những cái điểm cắt lỗ thủng mốc này là phải cắt nha thủng mốc này là phải xử lý nha thị trường nó thủng một hai bốn một là anh chị phải bán 1 phần hai hoặc 2 phần ba danh mục nha tại sao lại những có điểm có những cái điểm đó nó những cái điểm đó không phải là nói ra để nghe cho nó vui những cái điểm đó là những cái điểm mà khi mà thị trường nó thủng khi mà cổ phiếu nó thủng là cổ phiếu nó sẽ rơi tiếp mà nếu anh khi mà tôi thủng cái vùng đó mà anh chị không cắt thì có khả năng là những cái khoản lỗ của anh chị nhào tư nó sẽ lớn dần lên và khi mà nó thủng đi những cái vùng đó thì cái việc mà anh chị cắt lỗ nó sẽ càng ngày nó sẽ, sẽ càng khó khăn hơn tại vì cái khoản lỗ nó càng ngày nó càng lớn cho nên cái việc cắt lỗ chúng ta nó sẽ càng ngày nó càng khó tại vì anh chị thấy là thôi lỗ nhiều quá rồi thôi để nó không cắt nữa chờ thị trường nó hồi nhưng mà thị trường nó không hồi thì nó sẽ như thế nào giống như khi mà thị trường nó thủng 1241 vào cái ngày thứ năm anh chị không cắt qua thứ sáu nó mở gấp nó rơi thêm tầm khoảng 13 điểm nữa thì cái việc cắt lỗ của chúng ta nó sẽ càng ngày nó sẽ càng khó hơn cho nên là bây giờ thứ hai thứ ba cho dù nó có rơi tiếp anh chị cũng không không cắt được nữa không cắt được nữa mà bắt buộc là phải chờ một cái nhịp hồi đúng không anh tại vì bây giờ nó rơi tầm khoảng 10 điểm nữa là nó hồi rồi 10 15 điểm nữa là nó hồi à, cho nên là cắt bây giờ thì nó muộn rồi thì bắt buộc là chúng ta phải còn tiền là phải mua thêm để hạ giá vốn. Còn nếu anh chị không dám mua thêm thì cũng phải cầm để chờ nó hồi lên mà cơ cấu. Chứ bây giờ không có cắt được nữa. Đó là lý do tại sao em khuyến nghị mọi người mua cái gì hay là kể cả là thị trường chung luôn có những cái điểm để cho anh chị quản trị rủi ro. Cái này là mình đã nói đi nói lại với nhau rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà chỉ cần em không nói tầm khoảng một lần hai lần hoặc là một tuần hai tuần thôi là anh chị quên hết những cái vấn đề liên quan tới quản trị rủi ro. À, đúng không anh chị? À, Hoặc là anh chị chỉ cần nghe tới cái điểm mua với lại cái target thôi. Cái điểm cắt lỗ anh chị bỏ qua nhưng cái việc mà cắt lỗ là cái việc mà quản trị rủi ro. Nó lại là một cái phần rất là quan trọng. Nó quan trọng hơn cái cái target anh chị Target chúng ta đặt ở đâu cũng được. Thích lãi 3 4% bán thì bán, lãi 10% thích bán thì bán. đi cái target là cái ta, cái target là cái dễ dàng có thể đặt ra nhất. Nhưng mà cái cắt lỗ mới là cái khó nhất và là cái quan trọng nhất. À, giống như em nói với anh chị nhà tư là không trên trên cái thị trường này hoặc là trên cái cuộc đời này nó không có một cái công cụ gì là chính xác anh chị kể cả là những cái phương pháp phân tích cơ bản doanh nghiệp anh chị thấy bây giờ nó cũng sai bét hết nói đi dường như là bây giờ chúng ta mất hết niềm tin kể cả là về vĩ mô đồ các thứ những cái số liệu công bố ra bây giờ thôi nhìn cho nó vui chứ không còn niềm tin nữa xuất khẩu đồ tăng rất tốt fdi đồ giải ngân rất tốt gdp đồ rất tốt lạm phát đồ rất ổn nhưng mà thị trường thì nó vẫn như này hay là kể cả mình chỉ cần nói tới cái nhóm ngành thép thôi là một cái nhóm ngành mà dường như là đã tạo đáy lợi nhuận từ rất lâu và có tiềm năng phục hồi trong quý tư và kể cả là năm sau nhưng mà bây giờ nó cứ rơi hoa sen năm kim nữa nó cứ phá đáy là chúng ta thấy những cái phương pháp phân tích cơ bản doanh nghiệp tăng trưởng doanh nghiệp đồ là nó sai bét hết và bây giờ phân tích kỹ thuật dường như là nó cũng không có chính xác nữa đúng không anh Bây giờ là chúng ta mất hết niềm tin hoàn toàn vào thị trường à, hoàn toàn vào thị trường thì quay lại quay đi quay lại thì cái việc cắt lỗ nó vẫn là cái việc quan trọng nhất đúng không anh? À, cái điểm mua nó cũng là một cái cái gọi là nằm trong một cái phần quản trị rủi ro ví dụ như anh chị mà mua theo những cái vùng hỗ trợ giống như em đi anh chị nhìn qua cái nhóm ngân hàng nữa xem giả sử anh chị mà mua theo những cái điểm mà em khuyến nghị đi như tách công băng nó về tầm khoảng 22.9523 anh chị mua ở đây thì bây giờ cái khoản lỗ của anh chị nhà tư nếu không cắt lỗ nha thì bây giờ nó đang tầm khoảng hơn 2% một xíu 2,2% còn nếu anh chị cắt lỗ ngay cái phiên giao dịch mà nó thủng cái cái đường giao găm ở đây nè đúng không anh là ngày 14 tháng 11 là ngày thứ năm nếu mà anh chị cắt thì cái khoản lỗ của anh chị nó chỉ tầm khoảng gần một phần trăm có nghĩa là em đã khuyến nghị anh chị nhào tư và nó chính xác với những gì em nói em không thể nào đảm bảo anh chị nhào tư rằng là mua 10 mã nó sẽ lãi hết 10 mã nhưng mà chúng ta cũng phải tính tới cái việc quản trị rủi ro ấy, Là lỡ thị trường nó xấu thì sao Đúng không anh ấy? Thì phải có một cái mốc để quản trị rủi ro Và em đánh giá với anh chị nhà tư là Nếu mà mua ngay cái vùng hỗ trợ cứng này Rủi ro nó sẽ rất thấp Rủi ro nó thấp ở đây là sao Là cái điểm cắt lỗ nó gần Nhưng mà anh chị phải chấp nhận cắt lỗ Đúng không anh ấy? Thì cái rủi ro nó mới thấp Còn nếu mà mình không chấp nhận cắt lỗ Thì thôi cái rủi ro nó cũng lớn như như bình thường thôi đúng không? Anh cho nên là chúng ta mới thấy được rằng là cái việc quản trị rủi ro, cái việc mà kích hoạt quản trị rủi ro bằng cách là cắt lỗ cổ phiếu nó rất quan nó nó rất là quan trọng rồi như bây giờ anh chị chưa cắt thì thôi giữ tiếp thôi chờ nó hồi lên thì chúng ta bán nhưng mà em có thể đảm bảo với anh chị nhà tư là con này nó hồi lên thì anh chị chỉ còn lỗ tầm khoảng một phần trăm là cùng một phần trăm mình mua đúng hỗ trợ mà anh đi thì khi mà nó hồi lên thì lỗ chỉ có một phần trăm thậm chí là hòa vốn thậm chí là hòa vốn nhưng mà quan trọng một điều là anh chị đừng có bán khi mà thị trường nó giảm vào đầu tuần nha thứ hai thứ ba khả năng cao là chắc đầu tuần là chắc thị trường nó lại mở gấp down à, chắc lại mở thêm cái gấp đao nữa à, thứ sáu là có cái gấp đao đây rồi và thứ hai khả năng cao nó sẽ mở thêm một cái gáp đao ép nữa thì nó còn một cái gáp ở đây là tầm khoảng 1208 thì chắc em nghĩ là thị trường nó sẽ ép về đây vào đầu tuần thứ hai hoặc thứ ba gì đó có thể ép về đây quanh 1208 1200 ở à, trong cái phạm vi đó thì thị trường nó sẽ xuất hiện lên một cái nhịp hồi tương đối mạnh tầm khoảng từ 15 cho tới 30 điểm và cổ phiếu nó sẽ phục hồi từ 5 cho tới 7 phần à, trăm giống như em nói cổ phiếu nào nó rơi mạnh thì nó sẽ hồi mạnh cổ phiếu nào mà nó rơi ít thì nó cũng sẽ hồi nhưng mà sau đó nó sẽ rơi tiếp À, thì có một cái vấn đề ở thời điểm hiện tại là nhóm thép nó đã tiếp tục phá đáy rồi Hoa sen Nam kim là nó đang quay về lại cái đáy tháng 10 năm ngoái Nó giống như giai đoạn vừa rồi của nhóm bất động sản giống như con DG à, Nó quay về lại cái đáy tháng 10 năm ngoái Đây DG đợt vừa rồi là quay về lại cái đáy tháng 10 Đúng không cả nhà? Quay về lại cái đáy tháng 10 à, Trong phiên thứ sáu vừa qua thì DG nó cũng đã có một cái nhịp phá đáy Thì con này thì hồi lên anh chị nào có cầm thì chắc cũng nên ra bớt Nếu mà đợt rồi có mua Đấy thì hoa sen nam kim là nó cũng đã phá đáy và nó đang trên đường nó quay về lại cái đáy tháng 10 thì khả năng rất cao là những cái nhóm ngành như là chứng khoán đồ các thứ có khả năng sắp tới nó sẽ đi theo cái nhịp như này tại vì anh chị nhìn con SSI bây giờ nó đã về đáy tháng 8 rồi à. thì em cũng không biết rằng là nó có về đáy tháng 10 hay không nhưng mà nguy cơ là có thể về tại vì chúng ta nhìn bên khung đồ thị tuần bây giờ cái hỗ trợ duy nhất của SSI là nó nằm ở cái đáy tháng 10 chứ nó không còn nó chỉ còn duy nhất một cái hỗ trợ ngay cái đáy tháng 8 là 23.15 thôi nhưng mà thật ra nếu mà nhìn về IG thì 23.15 nó không phải là hỗ trợ mạnh và có khả năng nó sẽ xuyên thủng đấy nhưng mà trước khi nó xuyên thủng nó sẽ hồi SSI nó sẽ hồi SSI mà hồi thì nhóm chứng khoán nó sẽ hồi nha anh chị? cho nên là hồi lên nhưng mà hồi là để cơ cấu thôi và em đánh giá là cái nguy cơ có khả năng thủng cái vùng đáy tháng 8 là có để quay về cái đáy tháng 10 năm ngoái ok ha anh chị? cho nên anh chị phải chú ý kể cả những con FTS anh chị có thể thấy là thứ sáu nó rất khỏe nhưng mà con này em đảm bảo với anh chị nhà tư là sắp tới nó sẽ về lại đây nó có khả năng nó về 35 36 là bình thường 35 cho tới 37 cái vùng này 35 cho tới 37 cho nên là anh chị phải lưu ý mấy con này hồi lên là bán hết cho mấy con này hồi lên là bán hết không có giữ được đâu à, rồi khi nào nó cân bằng trở lại thì mình tính sau nó cân bằng trở lại thì mình tính sau ok ha cả nhà thì đó là cái nhịp phục hồi trong tuần sau hồi là để bán hồi là để bán hồi là để cơ cấu à, thì ngay cái giai đoạn đầu tuần thứ hai thứ ba mà nó có giảm xuống thì đó sẽ là cái cơ hội cho anh chị nhà đầu tư mà còn tiền thì mua vào còn tiền mua vào nhưng mà anh chị nhớ nha ưu tiên hàng có sẵn à, và trong danh mục của mình ví dụ như có bốn mã có hai mã lỗ trên 10% ưu tiên cho hai cái mã lỗ trên 10% trước còn hai mã còn lại lỗ dưới 10% thì mình cứ để đó. Hồi lên thì có khả năng là may mắn thì về bờ được, còn không á thì nó sẽ còn lỗ nhẹ. Nhưng mà lỗ nhẹ em nghĩ là anh chị cũng nên cắt. Ví dụ lỗ 3 4% vẫn cắt được. Tại vì anh chị thấy mà lỗ lỗ mà tầm khoảng lỗ mà lỗ mà lỗ 3 4% á thì anh chị thấy là cái khoảng cái khoảng mà mình gỡ lại nó chỉ có lanh quanh là 4 3 4% thôi. Anh chị lỗ 3 4% thì anh chị chỉ cần kiếm một cái mã cổ phiếu lãi bằng khoảng 4% là anh chị đã về bờ rồi. Cho nên nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều thay vì anh chị gồng lỗ 15%, 20% nó sẽ rất là khó khăn. À, thì anh chị lưu ý là ngay từ đầu tuần thị trường nó có thể nó sẽ ép thêm tầm khoảng từ 10 cho tới 15 điểm nữa. Nhưng mà tuyệt đối là không cắt lỗ trong thời gian đầu tuần. Mà chúng ta chờ một cái nhịp hồi có thể kéo dài từ giữa tuần cho tới cuối tuần để chúng ta có thể là cơ cấu lại cái danh mục của mình. Hai cả nhà. Còn để giải thích về cái vấn đề là tại sao đợt này thị trường nó xấu quá vậy? Mặc dù là có thể là cái nguyên nhân anh chị nghĩ là nó đến từ cái việc là tỷ giá đúng không? nhưng mà em nghĩ đây, cái đó chỉ là một phần thôi chứ nó không phải là một cái gốc rễ của vấn đề. Cái gốc rễ của vấn đề giai đoạn này á là em nghĩ là một phần đến từ cái việc là cơ cấu và tổ chức lại sắp xếp lại bộ máy nhà nước. Cho nên khiến cho dòng tiền nước ngoài, dòng tiền từ các quỹ đầu tư và kể cả là dòng tiền gọi là của cá mập mà nhà đầu tư cá nhân mà thuộc dạng cá mập á cũng đang bắt đầu đứng ngoài rất là nhiều. À, cuối tuần thì à, em có đi à, à, tham khảo thêm thông tin, à, thám thính tình hình một chút xíu đến từ các anh chị nhà đầu tư lớn, đi cà phê rồi các thứ và À, có nhiều anh chị nhà đầu tư khách hàng cũng gọi điện và nói với em về một số cái câu chuyện là à, chúng ta đang gọi là sắp xếp lại bộ máy, à, đang cơ cấu lại bộ máy à, và đây cũng chính là một trong những cái nguyên nhân rất là quan trọng à, mà khiến cho cái dòng tiền lớn không chưa có dám tham gia vào trở lại thị trường. Anh chị có thể kiếm cái bài báo này để anh chị đọc. thì tất nhiên là khi mà anh chị đọc báo thì tất nhiên là dùng những cái từ rất là dùng những cái từ rất là kinh tế, dùng những cái từ rất là ok và tốt đẹp. Nhưng mà thật ra anh chị biết mà mỗi, mỗi lần mà cơ cấu lại bộ máy nhà nước thì tất nhiên là nó sẽ có những một số cái những cái vấn đề liên quan về tới gọi là lo sợ và sợ hãi Cho nên khiến cho dòng tiền lớn họ chưa có dám tham gia vào thị trường à, trong những cái giai đoạn như thế này à, Thì có thể là cái việc này nó sẽ hoàn thành trong tháng 12 thì bây giờ chỉ mới tầm khoảng giữa tháng 11 thôi Cho nên là dòng tiền lớn họ vẫn đang có thể là chưa nắm bắt được thêm một số những cái thông tin cơ cấu như thế nào và tổ chức lại như thế nào à, Đúng không anh chị? Chưa, chưa biết À, cho nên là đâm ra là em nghĩ đây mới chính là cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề mà khiến cho gọi là tại sao dòng tiền giai đoạn này mà thị trường nó giảm như thế này mà chưa thấy dòng tiền vào để nâng đỡ cho thị trường hay là tham gia vào trở lại thị trường thì em nghĩ đây sẽ là một trong những cái nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và cái tỷ giá anh nó chỉ là một số những cái thông tin để hợp thức hóa cho cái đà giảm lần này chứ nó không phải là tác nhân chính nha anh ấy. nó nó là tác nhân nhưng nó không phải là tác nhân chính à, ok tại vì trong quá khứ thì nhiều lần tỷ giá nó cũng lên rất là cao, ví dụ đi nó lên tới 110, 111, 112 nhưng mà thị trường chúng ta cũng không có những cái nhịp giảm vô lý như thế này. Thì em nghĩ nó là tác nhân nhưng mà không phải là tác nhân chính mà tác nhân chính khiến cho dòng tiền không tham gia vào trở lại thị trường giai đoạn này quá mạnh mẽ hoặc thậm chí là không tham gia luôn chứ đừng nói là quá mạnh mẽ là do một trong những cái nguyên nhân này. Nói chung là có nhiều nguyên nhân nhưng mà em nghĩ là cái nguyên nhân này là nguyên nhân chính à, khiến cho dòng tiền lớn lo sợ và thậm chí là kể cả giai đoạn này thì em chỉ thấy là các quỹ đầu tư À, họ cũng đang đứng ngoài và nắm giữ một cái lượng tiền mặt rất là lớn Và một phần nữa đến từ cái việc là kể từ khi mà ông Donald Trump đắc cử á, Thì các quỹ đầu tư họ thiên về cái việc gọi là đứng ngoài Để chờ sắp tới khi mà Donald Trump gọi là đưa ra những cái lựa chọn Chọn những cái thành viên trong nội các à, Anh chị thấy là giai đoạn vừa rồi Donald Trump bắt đầu chọn những cái thành viên cho nội các của mình Và khiến cho thị trường Mỹ có những cái phản ứng gọi là tích cực và tiêu cực đang xen lẫn nhau Cho mỗi phiên giao dịch đúng không anh đẹp à, và kể cả là ngày hôm qua khi mà Jerome Powell lên phát biểu thì bây giờ chúng ta lại lòi ra thêm một cái vấn đề nữa là có thể là cái cuộc họp 10 tháng 12 sắp tới à, có thể là sẽ không cắt giảm lãi suất thì đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải lo lắng tại vì bây giờ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất thì cái sức mạnh đồng đô la á nó mới có khả năng là nó suy giảm và khiến cho tỷ giá của nó sẽ cân bằng và ổn định trở lại tại vì ở thời điểm hiện tại mặc dù là ngân hàng nhà nước có can thiệp nhưng mà cái mức độ can thiệp nó không quá lớn à, và có đang đang có những cái dấu hiệu gọi là thả nổi tỷ giá thả trôi tỷ giá không có can thiệp quá lớn để cho tỷ giá nó, nó, nó gọi là nó gọi là ngân hàng nhà nước gọi là đang đánh đổi tỷ giá để lấy kinh tế về giai đoạn cuối năm à, thì chúng ta cũng lưu ý về cái vấn đề này thì có khả năng là tháng 12 thì có thể là sẽ không cắt giảm lãi suất tùy thuộc vào cái những cái dữ liệu trong giai đoạn sắp tới nha anh ý, thì đó là những gì mà Jerome Powell có nói ngày hôm qua và hiện tại là lạm phát Mỹ nó đang quay đầu tăng lên trở lại mặc dù là nó tăng không quá mạnh nhưng mà đang có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là lạm phát nó không rơi nữa lạm phát nó không giảm nữa mà đang bắt đầu quay lên tăng trở lại thì điều này có thể khiến cho tháng 12 sắp tới Fed có thể là sẽ không tiếp tục cắt giảm lãi suất mà sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại qua năm sau tính tiếp, tiếp. Đó, thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho là các quỹ đầu tư họ đang đứng ngoài và cũng chưa biết rằng là khi mà Trung lên thì ổng sẽ có những cái chính sách mới như thế nào chuyển giao quyền lực như thế nào thì các quỹ đầu tư đa phần là họ chờ những cái vấn đề đó tại vì đây cũng là cái dịp cuối năm rồi thì trưng là đầu đầu năm là cũng lên rồi bắt đầu tháng một em không nhớ ngày mấy hình như chắc ngày 25 hay ngày 19 giờ đó em đọc mà em quên rồi thì thì cũng có thể là các quỹ đầu tư họ lại chờ qua năm còn giai đoạn này thì chủ yếu là là trading lướt ngắn là chính và mình cũng không biết rằng là thị trường nó có bước vào một cái nhịp đau ngắn hạn hay không nhưng mà em thấy là có nguy cơ nha xác nhận thì chưa xác nhận nhưng mà có nguy cơ tại vì anh chị thấy là một số cái chỉ báo của bên Vin30 vn à, Vin30 nó giảm liên tục như thế này thì anh chị có thể thấy là trong khung daily nè đó, anh chị thấy là cái chỉ báo A đích nó chuẩn bị nó cắt lên 20 rồi đi trường nó đang nằm trên D cộng rồi cái adit là nó đang 18.6 rồi nó chuẩn bị nó cắt lên trên 20 rồi thứ hai thứ ba mà giảm tiếp là cái đường này nó sẽ cắt lên trên 20 thì cho dù thị trường nó có phục hồi về cái mặt ngắn hạn đó, là chúng ta cũng phải cơ cấu bán ra cơ cấu bán ra ngay anh đi chứ không có cầm được nữa giai đoạn này ngay cả cả như em là một cái người rất là lạc quan và tích cực nha anh chị nào xem anh chị sẽ biết à, anh chị nào xem anh chị sẽ biết em rất là lạc quan và tích cực tại vì em thấy nền kinh tế vĩ mô nền kinh tế nó như này như kia rất là ổn nhưng mà nó vẫn rơi một cách rất là vô lý thì kể từ cái phiên ngày thứ năm là sau đó là em làm video em nói với anh chị nhà tư là thôi thì trường này nó hết hy vọng hết kỳ vọng nổi rồi à, thì sắp tới là có hồi thì cơ cấu thôi vậy thôi và em cũng đã bán hơn 50% danh mục của mình rồi và một số hàng còn lại đợi thị trường qua tuần giữa tuần hoặc cuối tuần sau nó hồi thì chắc em cũng bán hết luôn à, để coi tình hình nó như thế nào coi con nào còn giữ lại được hay không thì mình giữ còn không thì chắc cũng bán hết và chờ đợi những cái thời cơ mới à, còn đối với những cái một số những cái nhóm ngành hưởng lợi hay là một số những cái nhóm ngành đang tăng ngược thị trường à, như là công nghệ đồ này kia nó tăng nóng quá rồi thì chắc em cũng không có tham gia Uh, ngay kể cả là cuối tuần em có nhắn với anh chị nhà tư là uh, nhiều anh chị nhà tư lúc mà em livestream buổi chiều á uh, nhiều anh chị nhà tư nói là con VTB nó tăng rồi em ơi, SMC nó tím rồi. Thì em có nói với anh chị Nhào tư luôn là tình hình này băng chứng không hồi được mà mấy con như SMC, VTB, V tăng mạnh thì khó mà Vinandes uh, tạo đáy được trong ngắn hạn. Khả năng cần phải ép thêm 10 15 điểm nữa mới có đáy ngắn hạn được, giống trường hợp một em có nhắn ở trên. À, tầm này em dự báo là đầu tuần thứ hai thứ ba sẽ còn đạp thêm. Anh chị nhà tư nào mà con đang còn tiền thì để dành cho đầu tuần múc mạnh. À, dự kiến sau nhịp đạp này thị trường sẽ hồi khá là tốt. Thì anh chị lưu ý là đầu tiên là anh chị phải nghe kỹ và phân biệt được hồi và tạo đáy nó khác nhau à, tạo đáy được ở đây hay không thì chắc em nghĩ là khó theo em góc nhìn của em là em nghĩ là khó kể cả là về à, sau cái tin tức này rồi sau về thêm một số về tín hiệu phân tích kỹ thuật thì em nghĩ là để thị trường nó tạo đáy luôn nha thì nó hơi khó còn để mà thị trường nó hồi mạnh được không em thì em nghĩ là thị trường nó sẽ hồi mạnh được trong tuần sau à, một số những cái vấn vấn đề này à, cái đường Adit này nó chuẩn bị nó cắt lên 20 rồi thì em kỳ vọng là bây giờ này mà về mặt ngắn hạn thì chúng ta chỉ còn một số những cái để bấu víu vào đó chính là đã ba ao ra khỏi cho Japan kể cả là Vin 30 và Vin Edith nó cũng đã ao ra khỏi cho Japan rồi à, thì có thể là thứ hai thứ ba ép thêm thì nó sẽ hồi anh chị thấy là bắt đầu cái đường Adidas của Vin Edith nó cũng đang bắt đầu nó hướng lên khá là mạnh ha nó đang hướng lên khá là nhanh D trừ nó cũng đang nằm trên D cộng hai cái đường này nó toát đang toát ra khá là xa thì cho thấy rằng là có khả năng là sẽ có khả năng nhanh đi là nó sẽ rơi vào đau ngắn hạn đao trend ngắn hạn thôi. Còn đau trên trung hạn thì em nghĩ là nó sẽ không có đau trên trung hạn, à, nó chỉ là đao trend ngắn hạn thôi. Hai à, mọi người. À, thì đó là một số cái vấn đề mà em đang lo lắng ở thời điểm hiện tại cho nên là qua tuần mà thị trường nó có hồi thì nó sẽ là cơ hội cho chúng ta à, xử lý là cái danh mục của mình. Đó, với lại là vấn đề vừa rồi là hết tháng 10 là tăng trưởng tín dụng nó chỉ có lanh quanh là 10%. Cho nên đâm ra hình đó đó có thể là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho nhóm ngân hàng đang bắt đầu hết kỳ vọng về mặt cuối năm. Tại vì chúng ta cũng chỉ còn có 2 tháng là tháng 11 và tháng 12 Bây giờ được giữa tháng 11 rồi Mà hết tháng 10 thì tăng trưởng tín dụng mới có tầm khoảng 10% thôi Cho nên là đâm ra là có thể là cái sự kỳ vọng cho nhóm ngân hàng trong quý tư là nó đang bị yếu dần đi Cho nên đâm ra anh chị thấy là nhóm ngân hàng trong quý tư nó cũng không có quá nhiều kỳ vọng nữa Giống như đợt đầu năm hay là đợt quý 3 vừa rồi à, Cũng như là cái nhóm cổ phiếu chứng khoán bây giờ đã giữa tháng 11 là giữa quý tư rồi mà thanh khoản của thị trường nó vẫn còn quá thấp thị trường nó cũng không có tăng được mà thị trường nó lại cắm đầu nó giảm cho nên là cái mảng tự danh của tụi công ty chứng khoán nó cũng sẽ không có được quá tốt cái mảng cho vay cũng như là cái mảng môi giới nó cũng sẽ không có tốt luôn trong tháng quý 4 này đó cũng là một trong những cái lý do mà anh chị thấy là những cái nhóm ngành như là chứng khoán rồi ngân hàng nó đang bắt đầu nó hết kỳ vọng cho quý tư năm sau thì tất nhiên là kỳ vọng là năm sau nó vẫn lớn nhưng mà trước mắt là về cái mặt ngắn hạn là kỳ vọng trong quý tư này là dường như hai cái nhóm ngành này nó đang bị yếu thế đi và nó đang bị mất đi những cái kỳ vọng của mình trong quý tư cho nên đâm ra anh chị thấy là nhóm chứng khoán với nhóm ngân hàng á à, có khả năng là nó hồi nhưng mà sau đó có thể nó sẽ còn giảm thêm để bắt đầu nó phản ánh cho những cái kỳ vọng à, không được như ý trong quý tư này thì anh chị cũng lưu ý hồi thì mình cố gắng mình cơ cấu ra còn riêng về cái nhóm ngành thép á, thì em nghĩ là hòa phát thì còn cùng lắm là nó chỉ quay về lại cái đáy ở đây thôi hòa phát thì đối với góc nhìn của em là cùng lắm nó chỉ quay về lại cái đáy ở đây thôi chứ em thì em không nghĩ là hòa phát nó sẽ phá đáy còn đối với hoa sen nam kim thì có khả năng nó sẽ về lại cái đáy tháng 10. À, tại vì nó đã phá đáy tháng 8 rồi, thì có khả năng nó sẽ quay về lại cái đáy tháng 10 Còn đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán á, à, thì như em nói thì quý tư là nó cũng đang hết kỳ vọng, nó không có kỳ vọng trong quý tư, cho nên đâm ra là cái nhóm cổ phiếu chứng khoán có thể là sắp tới nó sẽ về cái đáy tháng 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 10 năm ngoái, nó sẽ về cái đáy tháng 10 năm ngoái. À, như SSI rồi này kia trước mắt là về đáy tháng 8 à, Còn nếu mà nó giữ được thì thì tốt còn nó không giữ được thì bắt buộc nó phải về đáy tháng 10 thôi cho nên em đánh giá mà SSI mà nó có về cái đáy tháng 8 này á anh chị mà có muốn bắt đáy á, thì cũng chỉ bắt với tỷ trọng nhỏ để đánh một cái nhịp hồi đánh một cái nhịp hồi rồi thoát thôi chứ đoạn này mà bắt bắt cái đáy tháng 8 mà để cầm trung hạn thì em nghĩ là chưa nên còn nếu mà anh chị muốn cầm trung hạn đối với SSI mà mua bắt đáy ở đây mà muốn là cầm trung hạn thì em nghĩ là chưa nên tại vì SSI nó có khả năng nó sẽ quay về nó lấp lại cái gáp tháng 10 và thậm chí là quay về cái đáy tháng 10 SSI thì anh chị thấy là trong khung daily nè nó đã bắt đầu vào cái giai đoạn gọi là đau ngắn hạn rồi, cắt lên trên 20 20 rồi bây giờ nó đang là 27.8 rồi d trừ nằm trên d cộng này anh chị thấy không là ssi nó vào đau trên ngắn hạn rồi thì nó sẽ có một cái nhịp hồi trong đau trên nhưng mà hồi cũng được chị để bán rồi chứ không phải để nắm giữ nữa còn anh chị nào mà muốn cầm ssi trung hạn á, thì cái vùng từ 20 21 từ cái vùng em phải nói là 20 21 được 20 cho tới 21 sẽ là cái vùng anh chị có thể là canh mua trung hạn đối với SSI canh mua trung hạn đối với SSI trong cái phạm vi là từ 20 cho tới 21 20 cho tới 21 thì SSI mà giảm từ đây mà về lại cái vùng 20 cho tới 21 thì nó phải tầm khoảng lanh quanh là 10% nữa con này giảm thêm từ cái vùng hiện tại 23.95 giảm thêm 10% nữa thì sẽ có điểm mua trung hạn sẽ có điểm mua trung hạn tại vì bây giờ anh chị thấy là ngắn hạn nó vào đau trên ngắn hạn rồi nè thì anh chị mà bắt ở đây để cầm trung hạn thì nó khó lắm đang đau trên ngắn hạn như này mà anh chị bắt vô cầm trung hạn thì dường như là không thể nào nó, nó nó không phải là một ý tưởng hay rồi một số con như CTS như vậy này anh chị thấy bắt đầu nó vào trên ngắn hạn à, con này khả năng cao thì nó về cái đáy tháng 8 này nó sẽ hồi. Nhưng mà em nghi con này là nó sẽ còn giảm thêm. À, nó sẽ còn giảm thêm. Cái đáy tháng 10 con này khá là sâu. Đáy tháng 10 của con CTS nó sâu lắm anh nhỉ. À, cho nên là cái đáy tháng 8 này mà sắp tới mà nó không giữ được thì chắc con này nó phải rơi về tầm khoảng dưới 30 là bình thường. 25 26 27 là bình thường đối với CTS á. Cho nên là con này anh chị cũng phải chú ý khi mà nó hồi lên mình cũng phải quản trị luôn. À, FTS thì nó chưa giảm thôi. FTS thì em nghĩ là sắp tới nó về đáy tháng 8. À, về đấy tháng 8 mà tính tiếp à, này, con này hồi lên cũng nên bán bsi như vậy mấy con chứng khoán đồ này kia anh chị thấy vào đau trên ngắn hạn hết rồi chứng khoán vào đau trên ngắn hạn hết rồi fts sắp tới em nghĩ là nó cũng vào đau trên ngắn hạn à, vds đồ này kia ored đau trên ngắn hạn hết rồi à, cho nên là sắp tới mà hồi lên thì cơ cấu nhóm chứng khoán là anh chị phải ưu tiên cơ cấu tại vì cái nhóm này không còn kỳ vọng trong quý tư phải dùng cái từ là không còn kỳ vọng còn kỳ vọng năm sau thì mình tính sau kỳ vọng năm sau kr nâng hạn thì cái đó mình tính sau nó sao á nó sao như vậy mà nó giảm thêm 10% anh chị gọng không nổi đâu. cho nên mấy cái nhóm chứng khoán là cái nhóm hồi lên anh chị nên ưu tiên cơ cấu kể cả, cả ngân hàng cũng như vậy là liên liên quan về tới cái nhóm gọi là cái nhóm tài chính, cái nhóm tài chính, à, kể cả bất động sản một số con hồi lên thì chị cũng nên cơ cấu nên cơ cấu nói chung thị trường này mà xấu thì em nghĩ không có nhóm ngành nào nó tăng được đâu, kể cả là một số mã cổ phiếu nó đang đi ngược thị trường mà khi mà thị trường mà nó xấu nó đau tre ngắn hạn thì mấy con đó nó cũng giảm bù hết, cho nên những cái mã cổ phiếu mà đợt vừa rồi nó đang đi ngược thị trường kể cả là khu công nghiệp hay công nghệ À, thì anh chị cũng nên hạn chế FOMO và những cái mã cổ phiếu đó tại vì những cái mã cổ phiếu mà nó đi ngược thị trường á tới lúc mà thị trường nó phục hồi á, những cái mã cổ phiếu đó nó có khả năng nó sẽ giảm bù tại vì đó là những cái thành phần đi ngược thị trường thì những cái thành phần mà đi ngược thị trường á thị trường giảm nó tăng tới lúc mà thị trường tăng thì nó sẽ giảm cho nên anh chị là hạn chế FOMO và những cái mã cổ phiếu đang đi ngược thị trường trong giai đoạn vừa rồi à, có hàng muốn nắm giữ thì nâng chặn lãi thôi còn để mà mua mới những cái mã cổ phiếu như là VTB hay là VGI đồ này kia thì em sẽ không có khuyến khích không có khuyến nghị thì anh chị nhà tư mà có hàng thì muốn cầm thì cứ cầm nhưng mà nhớ nâng chặn lãi lên là được nâng chặn lãi lên đừng có để những cái khoản lãi của mình nó lớn quá xong rồi mình bị che mắt bởi những cái khoản lãi đó mà mình chưa chốt mà sắp tới nó giảm mà mình mất đi những cái khoản lãi đó nó nhiều quá thì nó cũng hơi dở cho nên anh chị nhớ nâng chặn lãi là cái đầu tiên nếu muốn nắm giữ còn mua mới thì em không khuyến nghị mua những cái mạng cổ phiếu như thế này tại vì nó cũng đã tăng quá mạnh rồi và giai đoạn vừa rồi thì nó đi ngược thị trường mà sắp tới thị trường nó hồi thì đôi khi những cái mạng cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp chỉnh về cái mặt ngắn hạn đó. thì đó là về thị trường nó là như vậy À, còn anh chị mà muốn mua mới mà muốn bắt đáy để ăn nhịp hồi T cộng á, thì cũng chỉ canh mấy con chứng khoán nó giảm sâu sâu hoặc là mấy con ngân hàng nó giảm sâu sâu á thì anh chị canh mua mấy con đó để ăn một ăn nhịp hồi đó nha đánh nhịp hồi thì khi mà anh chị bắt đáy mà để đánh T cộng đánh nhịp hồi đó, thì cũng chỉ bắt tầm khoảng 30 40 tỷ trọng thôi rồi đánh nhịp hồi hàng về có lãi thì mình ao hàng về vi phạm cắt lỗ là mình cũng ao luôn chứ không gồng trong những cái giai đoạn như thế này thì đó là về cái góc nhìn của em thì anh chị nhà đầu tư mà đang kẹp hàng thì nên ưu tiên giai đoạn vừa rồi anh chị chưa xử lý kịp, chưa bán kịp trong cái phiên giao dịch ngày 14 tháng 11 là ngày thứ năm thì anh chị nên ưu tiên mua vào đầu tuần để giữa tuần hoặc cuối tuần nó hồi thì mình sẽ bán ra. Thì đó cũng sẽ là một trong những cái cách xử lý hợp lý nhất giai đoạn này mà em nghĩ là anh chị nhà tư có thể làm được để chúng ta gỡ lại những cái khoản lỗ nó hơi tương đối nặng để có thể là về bờ sớm hơn, về bờ sớm hơn hoặc là những cái khoản lỗ nhẹ của chúng ta nó sẽ sớm có thể là gỡ lại được. Thì cuối tuần giữa tuần nó hồi gì đó anh chị bán ra là ok ha. Tại vì bây giờ nó cũng đã vi phạm cái mốc này rồi. Em để em em ghi cái dòng chữ này đâu phải là để vui đâu nè Em ghi cái dòng chữ này chắc phải tầm khoảng từ à, từ cái phiên giao dịch ngày đầu tuần. Em ghi cái dòng chữ này sau cái phiên giao dịch ngày thứ hai. Thì em nói với anh chị nhà tư là nó thủng 1241 là anh chị phải bán. Thì anh chị thấy rõ ràng là ngày thứ tư là nó chưa thủng, nó thủng xong nó rút chân lên. Là nó chưa thủng nhưng mà qua cái phiên giao dịch ngày thứ năm nó thủng thì bắt buộc phải bán. Cho nên là em ghi cái dòng chữ này không phải là để cho vui. Anh chị nhà tư nào có xem những cái video của em hay là anh chị nhà tư là khách hàng của em anh chị phải biết cái mốc này để anh chị mà xử lý. À, không phải là ghi để cho vui đâu thì. còn anh chị nào đang là khách hàng của em nằm trong nhóm thì chắc chắn rồi làm có báo anh chị bán à, thì quan trọng là anh chị có bán hay không thôi nếu mà chưa bán thì Thì nếu mà chưa có bán thì quanh vùng này anh chị đừng bán nữa à, quanh vùng này đừng bán nữa mà chúng ta còn tiền thì nên canh mua vào đầu tuần để giữa tuần cuối tuần nó hồi thì chúng ta sẽ ra hàng à, ra hàng để cho nó đỡ cho những cái khoản thiệt hại còn giả sử anh chị còn tiền mà anh chị không muốn mua thì thôi thì chờ giữa tuần cuối tuần hồi cũng phải ra à, cho dù anh chị mua vào đầu tuần giữa tuần cuối tuần hồi cũng phải ra hay là anh chị không mua vào đầu tuần giữa tuần cuối tuần nó hồi anh chị cũng phải ra mua hay không mua thì giữa tuần cuối tuần nó hồi anh chị cũng phải ra vậy thôi còn nếu anh chị mà mua thì cái những cái khoản lỗ của anh chị nhà đầu tư nó sẽ đỡ thiệt hại hơn khi mà giữa tuần cuối tuần nó hồi em nghĩ là thị trường nó sẽ hồi thôi tại vì nhiều mã cổ phiếu bắt đầu nó quay về lại cái vùng bi quan thứ hai thứ ba mà thị trường nó giảm tiếp thì cái chỉ báo tâm lý này của thị trường nó sẽ về lại cái vùng bi quan thì thị trường có khả năng nó sẽ có một cái nhịp hồi ngắn hạn còn để nó tạo đáy được thì em nghĩ là chưa em nghĩ là thị trường nó chưa tạo đáy được với cái nhịp giảm và cái đà rơi như thế này nhiều mã cổ phiếu nó còn thịt nhiều thịt để xẻo như thế này thì em nghĩ là chưa tại vì em thấy là cái nhóm thép như hoa sen Nam kim nó còn đang bắt đầu trên cái con đường quay về lại cái đáy tháng 10 nhiều cổ phiếu chứng khoán nó đang bắt đầu nó quay về lại cái đáy tháng 8 nó muốn phá luôn cả cái đáy tháng 8 thì chắc em nghĩ là để thị trường nó tạo đáy được ngay thì chắc đang hơi khó tại vì thật ra là nói về cái quý tư này thì nhóm chứng khoán là nó không có kỳ vọng ngân hàng thì thật ra nó cũng chả có nhiều kỳ vọng bất động sản nó cũng không có nhiều kỳ vọng nữa nè đầu tư công là không có rồi đó Nhà thép thì nó có kỳ vọng nhưng mà cũng chưa biết sao hoa sen năm kim nó lại phá đáy và cái nhóm có kỳ vọng duy nhất ở thời điểm hiện tại là cái nhóm xuất khẩu nói chung cái nhóm được hưởng lợi từ cái việc mà donald trump lên rồi khu công nghiệp xuất khẩu nói chung xuất khẩu thì bao gồm tôm cá thủy sản đó thủy sản dệt may phân bón hóa chất à, thì đó là những cái nhóm nó được hưởng lợi rồi một cái một số cái nhóm như là khu công nghiệp nhưng mà chúng ta cũng phải quan sát kỹ tuần sau trước khi chúng ta đưa ra những quyết định mua Nên, anh chị thấy là cái nhóm này đang là cái nhóm đi ngược thị trường này đó mà anh chị cứ canh những cái nhịp xanh như thế này anh chị đua vào là kiểu gì em nói anh chị đầu tư cũng lỗ nữa tại vì con xc ở thời điểm hiện tại nó tăng như này là nó chấp sắp chạm đỉnh cũ là cái đầu tiên anh chị mua vô anh chị cũng không có ăn đâu kbc nó sắp chạm cản tuần quanh 30 4 30 30-30.4 anh chị mua vô nó cũng không có ăn cho nên là những cái mã cổ phiếu này tốt nhất là anh chị đừng có đua có hàng muốn cầm thì nắm giữ nâng chặn lãi lên đừng có để những cái khoản lãi của mình quay về hòa vốn hoặc là lỗ ngược là được à, chỉ cần như vậy thôi à, thì đó là một số cái góc nhìn của em là như vậy À, thì uh, đầu tuần thì có những cái tín hiệu gì đó mà có thể là mua vào thì em sẽ báo mọi người trên nhóm anh chị cứ chờ những cái tín hiệu của em trên nhóm khách hàng nếu mà thấy em không báo gì hết nghĩa là không cần phải mua à, không không chưa nên mua nếu thấy em chưa báo gì hết còn nếu mà em báo với anh chị nhà tư là thị trường về vùng này anh chị có thể canh mua vào được rồi đối với những cái mạng cổ phiếu đang có sẵn uh, và sắp tới thì thị trường nó sẽ hồi thì anh chị có thể là mua vào đó, anh chị nhà tư mà nào mà cũng có muốn về đội đồng hành với em tính tham gia về hệ thống khách hàng của em tính để cập nhật những cái tín, tín hiệu mua bán ở trong phiên và cập nhật những cái tín hiệu đến từ thị trường thì anh chị có thể là liên hệ với em tính qua số zalo trên màn hình 0866088044 để em tính có thể là hỗ trợ cho quý anh chị nhà tư mở một cái tài khoản mới bên net hoặc là mở tài khoản ở bên trên đó cũng chỉ là những cái điều kiện rất là đơn giản để anh chị có thể là về đội đồng hành với em tính và tham gia hệ thống khách hàng của em tính à, thì khi mà em báo những cái tín hiệu mua thì em luôn luôn có để cho anh chị nhà tư một cái điểm cắt lỗ hay cả cả là những cái video mà em làm như thế này nè Em có báo anh chị mua cái gì á Hay là nói về thị trường á Thì em đều cho anh chị những cái điểm để quản trị rủi ro Quan trọng là khi thủng những cái vùng này á Anh chị có quản trị hay không thôi Cái này mình đã nói với nhau rất là nhiều lần rồi Về cái việc quản trị rủi ro Và em ưu tiên cái việc quản trị rủi ro lên hàng đầu à, Ok ha anh ý. Tại vì không có một cái phân tích kỹ thuật nào Nó là chính xác 100% trên cái cuộc đời này nó không có chén thánh anh à, có chén thánh mà em nắm được cái chén thánh đó, thì em cũng không có ngồi đây để phân tích cho quý anh chị nhà tư và thậm chí em cũng không phải là tạo lập. Ví dụ như em mà là tạo lập em nói thị trường lên nhưng mà qua ngày hôm sau thị trường rớt à, thì cái đó là thì cái đó là lỗi. <laughs> Đúng, không? Đúng không anh chị à, còn bây giờ thị trường này phân tích nó chỉ là để tham khảo và nó góp cho anh chị thêm những cái góc nhìn nó khách quan hơn. Đúng không anh chị Thì khi mà thị trường nó vi phạm cái mốc quản trị ro, anh chị phải quản trị. Còn cái việc mà anh chị không quản trị á thì nó sẽ lại có một cái hướng xử lý khác, nhưng có thể lúc đó cái khoảng lỗ của mọi người nó đã lớn hơn rồi, nó đã lớn hơn nhiều rồi ví dụ như anh chị bán vào ngày thứ năm thì nó cũng đỡ hơn là anh chị bán vào ngày thứ sáu. À, mà mà anh chị đã giữ qua được tới thứ sáu rồi thì không bán được nữa tại vì nó gần hỗ trợ quá. Nó gần hỗ trợ quá. Đạt thêm tầm 10 điểm nữa là tới hỗ trợ rồi. Tại tới lúc đó nó lại hồi. À, thì thôi mình cứ chờ nó hồi hoặc là về nó đạt 10 điểm nữa thì mình mua thêm nó hồi lên mình bán ra nó cũng đỡ hơn rất nhiều. À, thì 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 bây giờ là cái mốc để quản trị nó thủng rồi. Anh chị chưa quản trị thì chúng ta phải có một cái kế hoạch khác để xử lý. Còn nếu anh chị đã xử lý ngay tại cái thời điểm mà nó thủng cái mốc 1241 là ok. Xử lý rồi thôi. Xử lý rồi thì bây giờ cầm tiền ngồi chờ cơ hội mới. qua tuần đầu tuần nó giảm về lại quanh 1208, hai anh chị muốn bắt đáy thì bắt, không bắt thì thôi ngồi ngoài quan sát tiếp. Đó, vậy thôi. Còn anh chị muốn bắt thì bắt tỷ trọng 30 40% ăn nhịp hồi chạy, đúng không? Đi tàu nhanh cái rồi ra. Đó này, còn anh chị nào không thích đi tàu nhanh thì thôi, ngồi quan sát tiếp chừng nào thị trường nó tàu đáy rồi vào. Nó có rất là có nhiều hướng, có rất là nhiều hướng. À, thì khi mà em báo lên nhóm như vậy thì anh chị muốn follow thì follow còn không follow thì lại ngồi quan sát tiếp à, tại vì mỗi người nó sẽ có một cái phương pháp khác nhau mỗi công cụ nó sẽ có những cái chiến lược khác nhau à, khi mà thị trường nó về lại những cái vùng giao cắt anh chị thấy nó cũng đã hồi được 3 lần rồi nó nó hồi ở đây một lần nó hồi bên đây một lần nó hồi ở đây một lần nó cũng đã hồi được 3 lần rồi nó đỡ thị trường cho chúng ta được ba nhịp tới cái nhịp thứ tư nó thủng thì nó làm sao anh chị nó bình thường tại vì thị trường nó quay về tới lần thứ tư một cái hỗ trợ mà nó quay về Tới 4 lần thì lần thứ tư nó thủng thì chúng ta phải quản trị thôi chứ sao thì bây giờ mọi người không quản trị thì em lại đưa em lại phải tìm ra một cái hướng khác để cho mọi người xử lý mà cái hướng này mà anh chị không chịu xử lý nữa thì cái khoản lỗ của mình nó càng ngày nó càng to thì khi mà thị trường nó rơi nó càng ngày nó càng rơi sắp tới giả sử nó vào đau ngắn hạn đi thì, thì cái khoản lỗ của anh chị nó càng ngày nó càng lớn thì lúc đó cũng không thể nào xử lý được nữa nhiều cái khoản lỗ anh chị nhà tư nắm giữ từ tầm khoảng năm ngoái hai năm hai chục ba chục trăm bây giờ đâu xử lý được anh chị thì anh chị hồi nãy anh chị nhìn cái bảng mà em đưa cho mọi người là anh chị biết đúng không à, thà anh chị cắt lỗ lúc này đúng không năm phần trăm năm phần trăm là nhiều đó cắt lỗ năm phần trăm là nhiều á những cái mã cổ phiếu em đưa cho anh chị những cái mốc quản trị nó chưa tới năm phần trăm đâu toàn là hai phần trăm ba phần trăm không à mà anh chị còn chưa dám quản trị mà để tới năm phần trăm thì chắc chắn là anh chị không dám cắt rồi thì thì bây giờ chúng ta cho nên là em mới đưa ra cái bảng này để anh chị biết À, anh chị mà cắt lỗ 5% anh chị chỉ cần kiếm lại một cái mã cổ phiếu nó lãi 5% là anh chị về bờ. bờ. 5,3 thì cứ cho là 5% đi, mình chấp nhận mình lỗ 0,3% cũng được. Thì nó dễ không anh chị? Nó quá dễ. Nó quá dễ. Đầu tuần nè, đầu tuần thị trường nó đạt về ngàn 2, 1208 nè, anh chị kiếm một con chứng khoán anh chị mua vào thử xem. Kiểu gì anh chị cũng được 5%. Kiểu gì cũng được 5% luôn. À. Mà những cái khoản uh, cắt lỗ vừa rồi em đưa cho anh chị nhào tư những cái điểm cắt lỗ nó còn chưa tới 5% mà. Nó chưa tới 5% nó có 3% mà anh chị không có mã nào vào cắt lỗ 5% luôn á tại vì sao anh chị mua ngay dao găm mà à, ví dụ như techcom anh chị nè mua ngay dao găm nè đúng không thì khi mà nó xuyên xuống như này anh chị cắt nó đã tới 3% trăm nó có hai phần trăm là cùng kể cả bây giờ anh chị chưa cắt lỗ nha anh chị mua ngay cái mốc dao găm đúng cái điểm em khuyến nghị đi bây giờ lỗ hai phẩy hai phẩy bốn trăm đã tới ba phần trăm rồi đừng nói chi là năm phần trăm năm phần trăm nó nhiều lắm năm phần trăm là anh chị phải đặt cắt lỗ dưới này luôn nè năm phần trăm là anh chị phải đặt cắt lỗ cái đáy ngay đây ngay đây nè nó nhiều lắm đó cả, cả bây giờ những cái con chứng khoán này như VCI anh chị mua ngay cái đợt này bên này chung với em đi 34.3 34.4 thì có phải cái điểm cắt lỗ nó nằm ngay đây không? À? 33.6 à. Thì anh chị mua ngay đây cắt lỗ ngay đây nhiêu anh chị? Hai gần 3%. 5% nó lớn lắm. Mà những cái điểm cắt lỗ em đưa cho anh chị nhào tư toàn là 2 cho tới 3% không à? Mà anh chị còn chưa dám cắt, chưa dám xử lý. Thì làm sao 5% anh chị nhào tư dám cắt? Thì em kỳ vọng là quay lại một lần nữa qua cái đợt này anh chị nhào tư sẽ cảm nhận được cái việc quản trị rủi ro là nó quan trọng như thế nào những cái điểm mà em đưa ra mọi người cái điểm cắt lỗ nó không phải là để chơi anh chị không phải để chơi đâu thủng là phải xử lý đó tại vì thủng là nó sẽ rơi tiếp hoặc cho dù nó thủng nó có hồi lên nó cũng phải tích lũy lại à, nó cũng phải tích lũy lại vậy thôi còn bây giờ mình đã chấp nhận mình nắm giữ nó đã thủng qua cái mốc đó mình chấp nhận mình nắm giữ ok thôi chấp nhận nắm giữ thì nắm giữ chờ nó hồi rồi bán nhưng mà em sợ cái là sắp tới qua tuần nó hồi lên chị không chịu bán nó lại chết hoặc là hồi lên anh chị đua vô là lại dính đỉnh nhịp hồi đó. đó. bây giờ nè qua tuần nè qua tuần bây giờ mà nó đúng không qua tuần mà bây giờ nó nó làm cho quả hồi lên như thế này đó. đúng không đầu tuần nó ép về đây anh chị không mua không chịu mua dưới này nhưng mà nó hồi lên cái anh chị đu đây không nó làm cho quả giảm như này nữa rồi xong đu dính ngay cái đỉnh này luôn lỗ kép luôn đúng không anh ý? thì thêm một cái điều em muốn nói với anh chị nhà tư là một á là đầu tuần anh chị mua lúc mà nó ép về quanh 1 hai hai là mua còn hai á nếu đã chấp nhận không mua ở đây á thì lúc mà nó hồi lên đừng mua gì hết lúc mà nó hồi lên đừng mua gì hết thị trường này hiện tại là nó đang giảm như thế này cho dù nó có hồi lên á nó cũng mất rất là mất thời gian nó hồi lên nó phải té lại mà nó té lại không thành công là nó gãy tiếp cho nên anh chị cũng đừng có lo là khi mà thị trường lên hồi lên á nó sẽ đi luôn à, cho nên là thị trường mà nó đã hồi lên rồi làm ơn đừng phô giúp em là được à, đừng phô giúp em là được Đó. ok ha mọi người à. em có nhắn với anh chị nhậu tư rất kỹ nè đợt mà em bắt con fts là có phải là đợt mà em bắt con fts có phải là đợt 1 tháng 11 và 4 tháng 11 một anh chị đúng không là đợt 4 tháng 11 Đó 7 tháng 11 là em bắt đầu em chốt MBS Đúng chưa anh nhỉ MBS là em bắt đầu chốt lại dần rồi đó Đây Full luôn Full lệnh trên này luôn Show cho anh chị xem luôn Tại vì nếu mà em xóa tin nhắn Nó sẽ có cái dòng chữ là tin nhắn đã được thu hồi đó Cho nên em chắc chắn với anh chị nhà tư là Trên đây là Show là full tin nhắn Chưa có xóa gì hết Tại vì nếu mà em có xóa tin nhắn nào Mà em khoe với anh chị nhà tư lên đây là Tất cả những anh chị nhà tư Tất cả những anh chị nhà tư Mà đang là khách hàng của em trong này sẽ biết Đó Đó là 8 tháng 11 nè Đúng không À, lúc này có nói về con VHC thì anh chị thấy đúng là thủy sản đợt này nó khỏe VHC đợt này nó khỏe thì đây cũng là một trong những cái mã cổ phiếu anh chị có thể chú ý có thể chú ý được chú ý những cái nhịp mà ép vào ngày đầu tuần đó nha anh chị muốn mua là phải chú ý đầu tuần còn khi mà tới giữa tuần cuối tuần nó hồi rồi là là không mua nữa là không mua nữa à, ANV cũng là một cái điều rất là thành công đó này là là em đã chốt lại con này được 12 cái này em có thông báo với anh chị nhà tư kể cả VBBank này em báo mọi người mua 19.3 đúng chưa về giao găm là 19.3 thì anh chị coi bây giờ nó bao nhiêu 18.7 lỗ bao nhiêu phần trăm nha 19.3 thì bây giờ đang lỗ đâu đó tầm khoảng 3% 3% Và em có thể đảm bảo với quý anh chị nhà tư Là con này mà tầm khoảng giữa tuần sau cuối tuần sau nó hồi lên Thì anh chị sẽ gần về tới bờ Có thể sẽ không về bờ đâu 19.3 thì cùng lắm nó hồi lên được tầm khoảng 19, 19.1 Là anh chị nhà tư nên ra thì lúc đó cái khoản lỗ của anh chị nhậu tư cho là nó hồi 19 đi sẽ còn tầm khoảng 1,5%. Chưa tới 5% nha anh chị chưa tới 5% Ok anh chị Anh chị mà cắt lỗ 3% á Thì anh chị chỉ cần kiếm một cái mã cổ phiếu lời lại 3% là về bờ Chưa tới 5% đâu Cho nên em mới nói anh chị nhà tư là những cái khoảng lỗ Những cái điểm cắt lỗ em đưa ra cho anh chị nó gần lắm Đó là em đó là em gọi là rủi ro rất thấp rồi đó Còn những cái điểm cắt lỗ mà anh chị hay đọc sách á Là 5%, 7% được Ôi ừ, lỗ gì à nhiều lắm anh chị 7% nó nhiều lắm anh chị Làm sao mà dám cắt Đúng không? bây giờ lỗ cái điểm cắt lỗ của em là hai ba phần trăm mà anh chị còn chưa dám cắt thì bảy phần trăm sao anh chị dám cắt đúng chưa đúng chưa anh chị thì cái đó em gọi là rủi ro nó thấp lắm rồi điểm cắt lỗ mà hai ba phần trăm là nó thấp lắm rồi anh chị mà quan trọng là bây giờ mình có dám cắt hay không thôi đó đúng chưa anh chị đúng không rồi hà đô hà đô là em cắt hôm bữa 27.8, 27.9 cái này em có cập nhật trên video rồi lỗ một hai phần trăm hồi nãy em mới cập nhật luôn đúng không cả nhà ngày 11 tháng 11 đúng không là bắt tiên phong 16 đúng không anh chị CTG 34 thì bây giờ CTG là nó về lại tầm khoảng 33 rồi đúng không anh chị CTG bắt 34 bắt ngay giao găm đúng không anh chị bắt 34 à, thì nó về đây bây giờ đang lỗ 2,7% đúng chưa nếu anh chị nào chưa cắt là đang lỗ 2,7% còn nếu mà chính xác là phải xử lý luôn rồi là em đã xử lý ngày 14 tháng 11 nè báo mọi người bán thì anh chị thấy bắt 34 mà xử lý ngay cái điểm thấp nhất của ngày 14 tháng 11 đi là lỗ 1,2% lỗ 1,2% anh chị kiếm được một cái mã cổ phiếu lời 2% là anh chị lấy được cả vốn lẫn lời đúng chưa anh chị đúng chưa một lỗ 1,2% cho dù bây giờ anh chị chưa có cắt vào ngày 14 tháng 11 đi thì bây giờ đang lỗ là 2,6% cho là sáng sáng thứ hai thứ ba nó nhúng xuống thêm nữa đi cho lỗ 4% luôn nhưng anh chị mà anh chị đừng cắt nha nó hồi lên nó hồi nó sẽ hồi lên nó test lại cái vùng này 33.6 cho tới 33.8 anh chị bán ra lỗ chưa tới 1% ok chưa cả nhà Tại vì cái bản chất ở đây là nó xuyên giao găm Nó sẽ hồi lên nó test lại giao găm con CTG nó chưa hồi test lại giao găm Thì kiểu gì tuần sau nó cũng sẽ có một cái nhịp hồi Nó test lại giao găm cho anh chị nhà đầu tư bán ra Quan trọng lúc đó mình có bán không Ok ha cả nhà đó. Show cho mọi người xem luôn Đấy Techcom băng bắt 23 Đúng không anh đi. Hồi nãy mới đưa mọi người coi rồi Tết Công em mấy con ngân hàng em đảm bảo anh chị nhà đầu tư Mà anh chị có bắt quanh giao găm Anh chị không lỗ nhiều được không lỗ nhiều được đâu qua tuần nó hồi lên anh chị cũng chỉ lỗ có một hai phần trăm là cùng mà một hai phần trăm là cùng đúng không anh chị đấy rồi bắt đầu uh, sau cái giai đoạn này là hết báo mọi người mua gì nữa rồi đó, hết báo mọi người mua rồi à, đợt này em cũng bán đi hòa vốn nè đấy hết rồi đó 13 tháng 11 là cũng uh, không báo mua gì hết đúng không 13 tháng 11. Ừ. 14 tháng 11 bán GVR lợi lãi nhẹ. Em bắt 32.1. Đây lãi nhẹ thì coi như hòa vốn đi kệ Đó. Hết mua rồi đó. Kể cả là những cái phiên của thị trường nó rút chân lên cũng chả mua gì hết. 14 tháng 11 rút chân em đâu có mua gì đâu. 13 tháng 11 chứ rút chân cũng đâu mua gì đâu. 14 tháng 11 nè, thậm chí là còn nhạy cảm, em nhạy cảm tới nỗi em còn bán trước mà. Đó, thì bắt đầu buổi chiều có tín hiệu là báo mọi người bán 50%. Xong. Không mua gì hết. 13 tháng 11 rút chân lên đâu mua gì đâu không mua gì hết đó. Đó. đa phần là các mã cổ phiếu em bắt đáy từ giai đoạn từ ngày 1 cho tới ngày 4 tháng 11 hết và kể cả là những cái phiên sau đó thị trường nó hồi lên cũng chả khuyến nghị anh chị nhau tư mua gì hết đúng như thì trong nhóm khách hàng đó em show full đầy đủ luôn tất cả nội dung từ ngày 4 tháng 11 cho tới thời điểm hiện tại không có giấu giếm với mọi người hết thẳng thắn chia sẻ với nhau lỗ nói lỗ Đúng nhưng mà quan trọng hơn hết là em đảm bảo với anh chị được cái gì là rủi ro nó thấp nếu anh chị cảm thấy mà những cái khoản lỗ hai ba phần trăm nó nhiều quá thì em nghĩ là anh chị đầu tư không có tiếp tục đầu tư trên thị trường này được nữa đâu kể cả là anh chị đầu cơ bỏ luôn anh chị nên nên tìm kiếm một cái kênh đầu tư khác ví dụ như là gửi ngân hàng hay gì đó nếu anh chị cảm thấy là cái khoản lỗ hai ba phần trăm nó nhiều quá thì anh chị nên đi gửi tiền ngân hàng tại vì đối với em mà thị trường này mà kiếm được những cái điểm mua mà những cái khoản lỗ chỉ từ khoảng 2 cho tới ba phần trăm là vi phạm cắt lỗ rồi thì em đánh giá đó là một cái rủi ro cực kỳ thấp cực kỳ thấp mà quan trọng là mình có dám bán hay không có dám cắt khi mà thị trường nó vi phạm hay là cổ phiếu nó vi phạm cái mốc đó hay không nếu mình mình không cắt thì cái khoản lỗ nó càng ngày nó càng lớn lên thì cái đó là cái gì, gì? Anh, anh chị vi phạm cái việc quản trị rủi ro anh chị không chịu cắt lỗ cho nên là cái khoản lỗ của mình nó càng ngày nó càng lớn lên là đúng là do mình không cắt lỗ còn những cái điểm mà em đưa ra cho anh chị nhà tư em đã nói rồi là đảm bảo với anh chị nhà tư là cái rủi ro nó rất thấp là cái điểm cắt lỗ nó cực kỳ gần và nếu anh chị còn cảm thấy những cái điểm cắt lỗ mà hai ba phần trăm mà nó còn nguy hiểm á, mà nó còn lớn á, thì anh chị nên đi gửi tiền ngân hàng là nó an toàn nhất nó an toàn nhất Đó. nhiều mã cổ phiếu cái điểm cắt lỗ nó còn năm phần trăm bảy phần trăm nhưng mà em thấy năm bảy phần trăm nó còn nhiều quá để mà lỗ tới bảy phần trăm mới cắt lỗ em đảm bảo anh chị nhà tư không muốn cắt nữa đâu cho nên là em đã cố gắng tìm kiếm những cái điểm mua mà những cái khoản lỗ nó thấp nhất có thể hai ba phần trăm thì em gọi cái đó là rủi ro cực kỳ thấp Và kể cả là anh chị mua ngay những cái điểm hỗ trợ Mà em khuyến nghị nha Qua tuần nó hồi lên nó test lại đúng những cái điểm hỗ trợ đó Sẽ có những cái mã nó test lại đúng những cái điểm hỗ trợ đó Anh chị bán ra là hòa vốn luôn Anh chị cứ xem qua tuần anh chị sẽ thấy à, Không sai đâu à. Cho nên là hiện tại thì em cũng đã Bán bớt à, Còn lại một ít hàng chắc qua tuần canh xử lý tiếp Con nào giữ được thì giữ Còn con nào cần bán thì bán thôi à, Rồi có mã nào mua được thì em sẽ nhắn lên nhóm và tất nhiên là những cái điểm mua thì em sẽ kèm theo những cái điểm cắt lỗ và tất nhiên là sẽ có target và những cái điểm cắt lỗ em cũng nói là một lần nữa là em có thể đảm bảo cho anh chị nhờ những cái điểm mua mà em chọn lọc nó sẽ là rủi ro thấp nhất có thể thấp nhất có thể và tối ưu nhất có thể Đã, cho nên là anh chị khi mà về đội đồng hành cùng em tính cái điều mà ưu tiên hàng đầu đó chính là quản trị rủi ro và là cái phương pháp đi vốn và cũng như là những cái tín hiệu mua bán cực kỳ chặt chẽ và an toàn nhưng mà quan trọng hơn hết là anh chị có follow theo À, cái cái khuyến cái khuyến nghị đó không cái tín hiệu đó không nhiều anh chị nhào tư chỉ nhìn cái điểm mua và cái target thôi có nghĩa là mặc định trong đầu anh chị nhà tư là cái tín hiệu đó phải có lãi đâu có gì đúng không có mã lãi cũng phải có mã lỗ thị trường hiện tại không phải là uptrend cho nên không thể nào mua 10 mã lãi hết 10 mã được hay thậm chí mua 10 mã lãi 9 mã được mua 10 mã lãi được 6 7 mã là thơm lắm rồi nhớ nè à, lỗ 3 4 mã là may lắm rồi thị trường hiện tại đâu phải thị trường uptrend đó. À, cho nên là anh chị cũng đừng có suy nghĩ theo cái kiểu là mua là phải thắng. Không có. Thị trường uptrend anh chị có thể kỳ vọng mua là thắng. Nhưng thị trường này đang là thị trường tích lũy, không có xu hướng và sắp tới có khả năng vào đau Thế cho nên là mình chấp nhận được rủi ro. Thì mình có thể kiếm được những cái nhịp tay cộng đánh tàu nhanh. đánh tàu nhanh. À, và em có thể đảm bảo anh chị nhà tư được rằng là chúng ta sẽ cùng nhau chung một chiếc chiếc thuyền, chung một cái chuyến đò và cái rủi ro là nó thấp nhất có thể Tại vì em đã chọn lọc rất kỹ Vậy thôi Ok ha cả nhà à, Chứ thị trường này cũng chả có một cái chén thánh nào hết à, Em kỳ vọng là anh chị có thể lưu lại cái bảng này đúng không? Anh chị có thể uh, lưu lại cái bảng này để anh chị nhớ à, Và anh chị thấy được cái tầm quan trọng của việc cắt lỗ như thế nào à, Những cái khoản lỗ nó càng ngày nó càng lớn thì cái mức mạnh gì kiếm lại nó sẽ càng ngày nó càng khó Anh chị đừng có nghĩ kiếm 17% là dễ nha 11% là nó đã khó rồi đó 5% thì có thể dễ 11% có thể làm được Nhưng 17% là rất khó Thị trường may ra nó phải uptrend Hoặc là anh chị phải kiếm được những cái mã cổ phiếu nào Mà nó kiểu khùng khùng điên điên như con VTB ấy, Hay là con VGI ấy, Thì anh chị mới làm được Mà anh chị để mà anh chị kiếm được những cái mã cổ phiếu đó Trong giai đoạn thị trường như thế này là cực kỳ khó <laughs> Khó lắm không phải dễ đâu đó, Trăm mã may ra được tầm khoảng Ba 3, 3, 3 mã bốn mã Ba bốn mã là nhiều đó. Nhiều khi trăm mã được một hai mã Đó cho nên là tốt nhất là những cái khoảng lỗ từ 5 cho tới 10% mà sắp tới hồi lên thì nên cơ cấu đi. Nên cơ cấu đi thì tránh cái trường hợp mà sắp tới mà lỡ nó vô down trend ngắn hạn cái là từ 10% là có khi thành 20% luôn là lúc đó anh chị phải gỡ là 25% là nó căng lắm anh nhỉ, 25% mệt mỏi lắm. Không là không làm được khó, khó làm. À, cho nên là 5 tới 10% là còn ok, còn xử lý được. này 10% em nghĩ là 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 hồi lên là anh chị sẽ còn lỗ tầm khoảng 5%. Mà 5% là xử lý được rồi. Còn anh chị nào mà khéo léo mà trading T0, T1 được á Cái khoản lỗ sắp tới của anh chị nó còn hạ xuống nhiều nữa Tại vì giữa tuần cuối tuần nó hồi lên rồi Thì cái khoản lỗ của anh chị nó sẽ thu hẹp lại Nếu anh chị trading được T0, T1 Mua lúc mà nó đỏ bán lúc nó xanh à, Ví dụ đầu tuần nó đỏ Anh chị mua giữa tuần cuối tuần nó xanh là bán ra Thì em nghĩ là những cái khoản lỗ của anh chị nhào tư sẽ về bờ được Trong khoảng thời gian từ giữa tuần cho tới cuối tuần sau Ok có gì em sẽ báo lên nhóm à, cho nên anh chị nhào tư mà có muốn về đội đồng hành với em tính thì à, điều kiện rất là đơn giản chỉ cần anh chị nhào tư giao dịch ở bên công ty chứng khoán SSI À, dưới ID 2766 của em tính hoặc là giao dịch ở bên công ty chứng khoán game dưới ID BR8344 của em tính là được à, có gì cứ liên hệ với em tính qua số Zalo trên màn hình 0866088044 để em có thể là tư vấn và hỗ trợ cho quý anh chị nhào tư cơ cấu lại danh mục cũng như là hướng dẫn mở tài khoản và chuyển ID về bên em nếu như anh chị đã có tài khoản rồi OK ha cả nhà rồi một lần nữa cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi hết cái nội dung của cái video ngày hôm nay hẹn gặp mọi người trong những cái nội dung và trong những cái video và trong những cái live stream tiếp theo à, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều hẹn gặp mọi người sau chúc mọi người có hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và tốt lành bên gia đình và người thân cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha bye bye mọi người anh chị nào chưa like nhớ để lại cho em tính một like và nhớ chia sẻ video này để lan tỏa đến được nhiều anh chị nhau tư hơn cảm ơn mọi người